Hello, Mỹ Mô Tô, em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có mặt tại siêu thị mô tô xe máy Phương Nam nha anh chị các bạn. Địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha. Đó. Và số điện thoại thì anh chị các bạn mình không thấy trên màn hình đó, thì em có thể ghi với số điện thoại trực tiếp dưới phần bình luận nha. Anh chị các bạn có thắc mắc, nhu cầu quan tâm những dòng xe thì cứ liên hệ qua số điện thoại đó giúp em nha. Ở dưới phần bình luận nha anh chị các bạn, em có ghi số điện thoại nha. Rồi, ok, thì hôm nay em sẽ cập nhật cho anh chị các bạn mình Accenter nè, Winner nè anh chị em mình. Rất là nhiều xe luôn nha. Đủ các màu cho anh chị mình tha hồ lựa luôn. Giá tháng 8 này thì cũng có giảm mạnh nha anh chị em, và hỗ trợ trợ góp ship xe ở xa luôn nha. Đó, giá xe thì lát em báo, thì giá những dòng xe mà dưới 40 triệu á thì anh chị em mình nếu mà trả góp không cần trả tiền trước luôn cũng được nha anh chị các bạn. Đó. Bên đây thì khu vực lô xe tay ga nè anh chị em mình. Ở SH thì nói chung em cũng có quay rất là nhiều rồi nè. SH đủ loại luôn. Thì hôm nay em sẽ đầu tiên sẽ cập nhật cho anh chị các bạn mình dòng xe công tay trước nha. Đó, công tay Exciter cho 55 cũng có đó nè. Đó, cho 55 mới về luôn các bạn. Mới quá mới luôn. Và Vina V3 cũng có luôn nè. Vina X nè. Xe mình nha. Hãy bắt đầu từ khu vực dưới này nha anh chị các bạn. Đó. Đây trong khu vực đây thì có mấy dòng xe tay ga nhỏ nhỏ tiền nè anh chị em ơi. Nô nè, nô đâu tầm 10 triệu trên 10 triệu, triệu xíu là có nô mình đi nè. Đó, nô đó là nô 5 nha. Nô 5, nô 6 nha anh chị các bạn mình. Liberty nè. Janos đó nè. Thì đây em sẽ cập nhật cho anh chị các bạn mình công tay cái đã ha. Công tay hôm nay anh Thắng đang bận việc rồi, em sẽ quay ơn quay một mình nha. Có gì anh chị em mình xem mà không có hiểu rõ về máy có thể bình luận bên dưới, hoặc mình liên hệ qua cái số điện thoại em có ghi bên dưới phần bình luận nha anh chị các bạn. Những con xe nào mà có giá anh đây em sẽ báo, và những con nào không có giá thì anh chị các bạn mình chụp màn hình gửi qua Zalo giúp em nha, thông cảm nha anh chị các bạn. Con này là Sachia, Sachia cái màu khá là đẹp luôn anh em ơi. Xe này còn liền lạc đẹp lắm nè. Con này hiện tại là 37 triệu 9 nè. Đây anh có ghi giá trên này nè các bạn. Mới về chưa có ghi cái thông tin giá. Anh có mới ghi sẵn ở trên này thôi ha. Máy còn rất là cứng luôn các bạn ơi. Bồ nổ khá là giòn luôn nha anh em. 39 triệu 900. Giá còn giảm nữa nha các bạn. Có hỗ trợ trả góp luôn ha. Rồi tiếp theo là bên đây là có Sonic. Sonic màu trắng đen. Trắng đỏ chứ nhầm. Trắng đen đỏ các bạn. Con này 2020 nè các bạn. Có ghi thông tin trên đây ha. 39 triệu 9 là được giảm 2 triệu luôn anh em ơi. Wow. Cực khủng chưa. Đó, anh em mình cứ trừ ra nha. Sonic để bật chìa phá luôn, bấm một phát là nổ liền. Ok nha các bạn. Rồi tiếp theo thì qua đây thì có Winner X. Con đầu tiên là màu bạc nè. Con này bản phanh đĩa thường nè các bạn. 28 triệu 900 nha. Con này 28 triệu 9 nè, Winner X. Trả góp thì nãy vừa đầu video em có nói là giá xe dưới 40 triệu là các bạn anh chị mình nếu mà trả góp á, mình không có kinh tế mình trả tiền trước á, có thể là không cần trả trước được luôn nha các bạn. Hỗ trợ cho anh chị em mình tất tần tật hết luôn nha. Rồi, ok ha. Tiếp theo là cũng có Winner nữa nè. Winner, con này là 30 nhiêu ta? 30 triệu 9. Đây, ghi đây nha các bạn. Con này bản thắng ABS nè. Đó. Thắng ABS nha các bạn. ABS là nó mắc nha, cao hơn phanh đĩa thường nha anh em. Đó. Máy móc thì ok ha, bảo hành anh chị em mình đầy đủ luôn nha. Đó. Tiếp theo thì cũng là Winner X luôn. Con này bao hồ sơ nha các bạn. Đó, những dòng xe ở đây thì bao hồ sơ cho các bạn mình nè. Con này 32 triệu 9. Con này còn siêu đẹp luôn, thắng ABS luôn nha anh em. Còn giá còn mới lắm. Rồi, bên cạnh đây cũng là Winner X. Con này 2020 30 triệu 9 luôn nha các bạn. Giá anh có niêm yết trên đây thì như là còn giảm nữa hay gì á.
anh chị các bạn mình nếu mà có quan tâm thì có liên hệ qua số điện thoại em có ghi ở dưới phần bình luận nha. Rồi tiếp theo màu bạc luôn nè, con này 2019 31,9 triệu nè, biển là 95 nha anh em. Thắng ABS nè, con nào mà giá tầm 30 trên 30 là thắng ABS hết nha các bạn. 2020 con này 32,9 triệu nè các bạn, biển là 93 nha. Giá cả tùy theo cái hiện trạng qua đời xe nha anh em. Đó. Rồi. Con màu xanh nè. 2019, con này biển số là 68 Kiên Giang luôn các bạn ơi. 28,9 triệu nha. Con này phanh đĩa thường. Rồi, tiếp theo là màu đen nhám phiên bản đặc biệt nè, con này thắng ABS luôn. 2020. 32,9 triệu nha anh em. Biển là 75 nha. Rồi tiếp theo là màu xanh đen. Xanh đen 2020, con này 28,9 triệu, biển là 47 nha các bạn. Rồi tới Viner XV3 nè, con này 37,9 triệu. Phá, chỉ phá thông minh nha các bạn. Đó. V3 thì nó lên chìa khóa thông minh, tất cả phiên bản đều phải chìa khóa thông minh hết nha anh em. ABS và như là phanh đĩa thường là chìa khóa thông minh hết. Con này là thắng ABS nè. Máy còn quá là chắc luôn các bạn ơi. Còn rất là ken luôn nha. Đó, màu bạc nè. Rồi tiếp theo là Exciter 155 nha. Con này màu trắng đỏ nè. Trắng đỏ 2022 44,9 triệu mà được giảm 1,9 triệu đó nè. Anh có ghi trực tiếp trên đây nè các bạn. Còn 43 nha. Con này biển 36 luôn. Đó, Exciter 155. Yếu xăng này. Đó, máy thì thầm im rít luôn các bạn, còn rất là ken. Rồi tiếp theo là sang mình sang khu vực bên đây mình xem Exciter trước nha anh chị em. Exciter thì có khu vực ở đây nữa nè và có bên đây luôn. Ở đây mình sẽ cập nhật bên đây trước nha. Ở đây dài ra nha. Con này ở trong đây là màu xanh GB đây nè. Màu xanh GB 25,900. Về phần xe mà anh chị thích cái màu này mà em có đọc biển số được á, nằm tới trong kia á, chị em mình có thể chụp màn hình và gửi qua Zalo ở dưới phần bình luận nha anh chị các bạn. Đó. Số điện thoại em có ghi ở dưới phần bình luận nha. Tiếp theo thì con này được lên cái mâm nữa nè. Oh wow, cái mâm rất là cứng cáp xe nha. Nó lên cái cặp đèn nè, rất là đẹp luôn các bạn. Ngầu nha. Con này nó mờ luôn nè, 2017 nè, biển là 36 nha các bạn. Rồi, hết xăng luôn các bạn ơi. Con này giá là hiện tại 25,9 triệu luôn nha anh em. Đó, 25,9 triệu. Tiếp theo là 2019 led 3 phan nè. Con này 35,9 triệu nha anh em. Mờ ít kinh nha các bạn. Mệt kinh, nhập khẩu Indo này, có giò đạp dưới này nè các bạn. Đó ha. Đó. Còn Exciter của Việt Nam lắp ráp thì không có giò đạp nha anh em. Rồi, đây là con này là Exciter nè. Exciter, con này 33,9 triệu nè các bạn. 2019 luôn. Đó. Màu y chang với màu mệt kinh luôn, mà nó đâu có giò đạp luôn nha chị em, mình thấy không? Đó, không có giò đạp nha. Rồi, tiếp theo, con này cũng 2019 luôn. Con này 32,9 triệu. Con này như dán nguyên cái bộ tem chùm xem nè. Dán tem chùm rồi các bạn. Lát mình lướt cái biển số cho anh chị em mình xem ở phía sau nha. Rồi tiếp theo bên ngoài là 26,9 triệu nha anh em. 27,18 vậy nè. Con này biển là 67. Trong đây là đây có hồ sơ có sẵn rồi nè. Còn đây là biển 83. Ở trong kia thì hơi khó quá, không thể nào quay được nè anh chị em, mình thông cảm nha.
có thể tua lại, mình thích cái màu xe nào mình có thể tua lại và chụp màn hình giúp em nha. Gửi qua số Zalo em có ghi trực tiếp với phòng bình luận nha anh chị em. Tiếp theo là MX King. Ủa con này ghi để nhầm hả chưa? Con này để nhầm rồi. Đâu MX King? Không phải, con này giá là 25 triệu 9 nha các bạn. À, Center 2017-18 như nè. Rồi tiếp theo 25 triệu 9 luôn nha anh em. Center 150, tiếp theo cũng là đỏ đen luôn. Còn bên đây 24 triệu 9 nè, 766 Đồng Tháp nha các bạn. Rồi, màu trắng, trắng đen. Còn 2017, 25 triệu 9, biển là 73 nha anh em. Giờ bằng xe máy móc bảo hành cho anh chị em mình đầy đủ nha. Em không có test máy được, anh chị em mình thông cảm nha. Xe thì không có vấn đề gì hết. Anh chị em mình nếu mà có quan tâm cứ đến trực tiếp thẳng đến địa chỉ cửa hàng để mình xem trực tiếp xe luôn. Test máy ưng thì anh chị em mình cứ mua thôi ha. Rồi con màu trắng này là được chủ độ đồ chơi rất là khủng, ngầu hầm hố luôn các bạn ơi. Đây, lên cái thùng ở trước này nè, y chang như là mô tô luôn anh em. Đó, y chang như bình xăng luôn ha. Đây, có nắp nữa nè, cực ngầu chưa. Anh em nào mà thích thì mình để về mình đi, còn không thích mình thao lột ra nha anh em. Lột ra rất là dễ. Con này biển 68 Kiên Giang luôn nè. À, hiện tại là giá con này được ghi trên đây 26 triệu 9 nha các bạn. Ok. Tiếp theo là màu đen. Con này được đi được 5 mâm đỏ nè. 2018 26 triệu 9. Biển là 95. Các bạn nha. Rồi, cửa hàng thì cũng còn vi sành nữa nè. Đó, vi sành à, anh chị em mình thích cái alo ngay qua số điện thoại trên màn hình nha, Vespa luôn. Đó, lít nữa nè. Rồi, đây em cập nhật Winner nha, Winner V1. Con đầu tiên. Đó, con phiên bản màu xanh đỏ nè. Xanh mờ các bạn, màu nhám nha. Con này 25 triệu 9 đó các bạn ơi, Winner nha. Hỗ trợ trả góp không cần trả tiền trước luôn nha các bạn. 20 mấy triệu à. Rồi, tiếp theo. Con này 2018, 26 triệu 9, biển là 37 nha anh em. Đấy. Rồi, tiếp theo là màu xanh trắng, 25 triệu 900. Con này còn siêu đẹp luôn nha các bạn. Xe chủ lên mấy cái đồ chơi còn rất là đẹp luôn nha các bạn ơi. Hàng như mâm nè. Rồi, con bên cạnh. Con này 25 triệu 9 luôn anh em ơi. Đó, Winner nha. Winner thì còn màu xanh trắng là đa số là nhiều nè. Và màu cam nè, màu đen nhám cũng còn luôn nha các bạn. Rồi, con kế bên là 2017, biển là 84, con này 26 triệu 9 nè. Giá thì còn là bớt nữa nha các bạn, cứ mạnh dạn liên hệ qua số điện thoại để được tư vấn nha. Hoặc đến địa chỉ cửa hàng là số 5 đường Lý Thường Kiệt với An Bình Dương để mình xem xe nha. Rồi, con này là 26 triệu 9 2017 nha các bạn, biển 83. Rồi màu cam đen biển 68 Kiên Giang nè. Con này 2017, 24 triệu 9 nha các bạn. Đó, đây còn rất là chất luôn. Rồi màu đen nhám trong đây là 26 triệu 9. Đen nhám còn khá đẹp luôn nha các bạn. Con này để mình xem ở ngoài này, mình xem biển số luôn. 73 nha các bạn. 73. Đó, đủ các màu nè, em mới lướt cho anh chị mình quận ha. Mình thích dòng xe nào mình cần tìm mua thì cứ tranh thủ trong dịp này nha, giá xe còn giảm mạnh lắm nha các bạn anh chị. Đó. Ngoài ra thì bên cửa hàng bên khu vực bên đây nè, dòng xe tay ga nè, có Vario nè 150 nha các bạn, và AB nè. Đó, Vario này à, tất cả đều 150 hết nha các bạn anh chị, còn rất là nhiều luôn. Và AB SH Ý cũng có luôn kìa, nguyên bản Ý luôn, Ý 206 210 vậy các bạn. Đây SH Mo cũng còn luôn nè, SH Việt nè các bạn. Và SH Việt lên Âu Ý cũng có luôn nha anh em. Và nguyên bản Ý cũng có luôn. Đó, nói chung thì rất là nhiều là dòng xe luôn. SH hạng sang nha. Đây, màu đen, màu xanh, màu trắng đều có đủ luôn. Màu đỏ cũng có luôn nha các bạn. Các bạn anh chị mình có tham khảo dòng xe nào thì cứ đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là số 5 đường Lý Thường Kiệt với An Bình Dương nha anh chị các bạn. Hoặc liên hệ qua số điện thoại em có ghi ở dưới phần bình luận nha. Đó. Hiện tại thì số điện thoại em có ghi trên màn hình được á, chị các bạn mình thông cảm nha. Và mình hãy xem vô dưới phần bình luận giúp em có số điện thoại chi tiết rõ ràng. Rồi, chắc lẽ là video em kết thúc tại đây nha. Cảm ơn anh chị các bạn theo dõi video. Hẹn gặp anh chị các bạn trong những video tiếp theo.